xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Lucky London. Và hôm nay chúng mình cùng ghé vào store của H&M để cập nhật những thiết kế mới của nhãn hàng nha. Ở khu vực phía ngoài thì mình thấy H&M có một gian hàng nhìn rất là hoa lá cảnh. Mùa xuân đã qua rồi thế nhưng mà hoa thì vẫn còn. Ngoài ra bên cạnh đó thì là sắc trắng và đen vẫn là những cái màu sắc rất là chung thủy. Lần nào mình cũng sẽ thấy những màu sắc trắng và đen thôi. Những chiếc áo lệch vai này thì đã thấy từ những lần trước rồi, thế nhưng mà lần này thì có cập nhật thêm một chiếc đầm với cái phần cổ nó cũng có cái phần bèo hao hao như hai chiếc áo. Ở đây thì mình thấy có một cái áo hai dây khá là đẹp, có cái phần dây được đính hạt nhìn rất là sáng luôn. Cái phần áo crop top mình thấy cũng rất là xinh, tuy nhiên là cái chất liệu vải linen thì nó làm cho chiếc áo này nó kém sang hơn, mặc dù là cái phần quai áo rất là sang luôn. Quay lại khu vực hoa lá hẹ thì đây có một chiếc áo hai dây mà dạng crop top siêu ngắn luôn, rất là dễ thương, tuy nhiên là nó cũng hơi sexy, hơi khó mặc chút xíu. Ngoài ra thì khu vực này còn có nhiều những cái thiết kế với cái gam màu hồng này, kiểu hồng dâu rồi là hồng tươi, rất là nhiều những cái áo với cái họa tiết hoa. Ở khu vực bên này thì màu sắc cũng rất là sặc sỡ, nhưng mà cái tông màu sặc sỡ bên này thì mình cảm thấy nó hè hơn, còn bên kia nhìn nó khá là giống mùa xuân ấy. Những cái thiết kế ở đây thì với cái họa tiết hoa nó rất là kiểu tropical, nó kiểu nhiệt đới ấy. Và phối với những cái gam màu nổi như là hồng luminer này, rồi là màu xanh nõn chuối, cho nên nhìn rất là nổi bật. Ngoài ra còn một số những chiếc đầm họa tiết hoa nhí nhí nhỏ nhỏ cũng khá là dễ thương. Ở đây thì mình thấy có một đôi xăng đan cao gót, nhìn đơn giản nhưng mà rất là dễ là phối đồ luôn. Khá là nhiều những cái quần áo với gam màu hồng các bạn ạ, mà cũng rất là nhiều những cái sắc độ màu hồng khác nhau. Mình thấy đợt này màu hồng và màu xanh lá cây đang là hai cái màu mà được H&M kiểu lăng xê mạnh nhất. Cái set đồ này là đang được mannequin ở phía bên ngoài mặc rất là highlight luôn. Chiếc chân váy và một chiếc áo lệch vai dạng crop top, vải KT, nhìn khá là trẻ trung. Mình nghĩ là những cái thiết kế này thì mình có thể ứng dụng để mặc vào những cái dịp mà đi chơi, đi du lịch vào mùa hè cũng khá là thích hợp. Ngoài ra thì cũng còn một số những cái item màu sắc lá cây, hoa lá khác. Ở khu vực phía trong này thì vẫn chung thủy với những cái set đồ kiểu trẻ trung, xỉ tin, như là quần jean thụng này, áo thun, rồi là chân váy xếp ly hoặc là váy open body. Lần này thì mình thấy có một chiếc váy open body mà kiểu kẻ sọc ngang này khá là dễ thương, rất là dễ mặc luôn. Cũng là họa tiết sọc ngang nhưng mà với một cái sắc màu xanh khá là nổi da. Và một quầy hàng ấn tượng nhất đối với mình đợt này đó chính là quầy hàng này đó các bạn. Nó ấn tượng với mình không phải là nó có một cái gam màu đỏ nhức nhối, mà thực sự là những cái thiết kế của nó quá là kinh khủng ấy. Giống như là một cái gian hàng dành cho Annabelle các bạn ơi. Nếu mà những cái item này á, mà ở trên khu vực của kid á, thì mình thấy nó sẽ dễ thương, nhưng mà khi nằm ở khu vực của người lớn thì khá là sợ nha. Rất là nhiều những cái thiết kế với cái gam màu nổi ở đây.
Ngoài ra đợt này thì mình thấy H&M họ cũng đã cập nhật và trưng bày những cái bộ bikini ở những vị trí mà nó trung tâm hơn. Rõ ràng là tất cả các nhãn hàng đều đang dục dịch chuẩn bị cho mùa hè rồi. Ở đây thì mình thấy có một số những bộ bikini cũ, tuy nhiên là cũng có một số những cái mẫu mới. Dù mình thấy chưa nhiều mẫu mới lắm, tuy nhiên là cũng rất là nhiều những cái thiết kế dễ thương. Nếu bạn nào có kế hoạch đi du lịch về những vùng biển sớm vào mùa hè này thì có thể ghé H&M để mua đồ bơi nha. Ngoài ra phụ kiện thì mình thấy họ có một cái sự sắp xếp mới với những cái sự kết hợp màu sắc nó khác lạ hơn những cái lần trước. Ở đây thì có một cái gian hàng màu xanh chuối và những cái item phụ kiện được sử dụng cái chất liệu cói rất là nhiều. Mũ cói này, rồi là giỏ sách cũng bằng cói này. Chiếc giỏ sách này nó rất là nhỏ, rất là nhẹ luôn. Mình không biết là nó có thể đựng được bao nhiêu đồ nữa. Nhỏ xíu à. Bù lại thì chiếc giỏ sách này nó siêu nặng luôn đấy các bạn ạ. Chiếc giỏ sách này thì không phải là bằng cói mà là bằng sợi thừng thắt với nhau cho nên nó rất là nặng. Một trời một vực với chiếc giỏ này luôn. Là bằng cói thì thực sự là nó nhẹ hơn rất nhiều. Thường thì giỏ sách thì mình ưa chuộng những cái loại mà nó nhẹ hơn tại vì mình còn đựng đồ á. Chứ mà nó đã nặng rồi thì làm sao mà đựng đồ được nữa. Ở đây có một chiếc túi sách bằng chất liệu sợi màu xanh chuối và màu xanh dương rất là dễ thương. Cái chất liệu cói này thì họ không chỉ giữ nguyên cái màu gốc của nó mà đợt này mình thấy họ nhuộm khá là nhiều những cái màu sắc khác nhau. Thí dụ như là xanh nọng chuối này, xanh dương và màu cam, màu hồng. Mình nghĩ là những cái giỏ sách với cái chất liệu cói và những cái đôi dép, những cái chiếc nón như thế này thì thực sự là phục vụ cho việc đi du lịch hè thôi các bạn ạ. Chứ mình nghĩ là nó không dành cho môi trường làm việc ở công sở đâu. Sắc màu vàng, cam, hồng rất là chói, rất là nổi luôn đấy các bạn ạ. Những cái chiếc mũ cói đợt này rất là đa dạng về màu sắc cũng như là kiểu dáng. Các bạn có thể tham khảo lựa chọn luôn. Ở đây thì mình thấy có một túi sách nó khá là mới, vừa kết hợp những cái sợi thừng này, rồi là ở trong có một cái túi vải bằng bố thắt lại với nhau như thế này. Màu bạc và màu tím, ánh kim, còn có thêm màu đen nữa này. Kiểu cái túi sách này thì mình thấy là kiểu dáng nó cũng khá là mới mẻ, lạ mắt. Trời ơi, phụ kiện đợt này mình thấy cập nhật rất là nhiều luôn ý. Nếu mà bạn nào mà có đam mê về những cái đồ thiết kế bằng sợi cói á, thì quả là thiên đường cho các bạn luôn. Rất là nhiều, túi to, túi nhỏ. Màu sắc kiểu dáng rất là phong phú và đa dạng. Mình thấy đợt này thì H&M họ không có cập nhật nhiều về những cái thiết kế quần áo. Tuy nhiên là về phụ kiện thì mình thấy họ cập nhật khá là nhiều.
Về quần áo thì mình thấy là cũng không có quá nhiều những cái thiết kế phong phú và đa dạng cho lắm. Nên là nếu bạn nào đang tìm kiếm những cái món đồ phụ kiện thì hãy nhanh ghé tới H&M vào thời điểm này nha. Rất là nhiều luôn ý. Ok, và mình sẽ kết thúc cái clip này ở đây. Hy vọng đã đem lại nhiều thông tin bổ ích cho các bạn. Hãy like, share và subscribe kênh Lucky London để cùng mình đi đến những địa điểm khác thú vị hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.